365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 330. Lời Chúa Giê-xu trong Tin mừng Thánh Mát-thêu chương 22 câu 19 đến câu 21. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Lời Thánh Augustino. Bao lâu người ta yêu thích sự vật gì ở ngoài Chúa, mà yêu vì lẽ khác, chứ không yêu vì Chúa, thì ít là bấy lâu người ta không thuộc trọn về Ngài. Vì hễ yêu mến vật thụ tạo bao nhiêu, sẽ bớt lòng yêu mến Chúa bấy nhiêu. Học với Chúa Giê-xu. Trong bài Tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-siêu hỏi Chúa Giê-xu có nên nộp thuế cho Xê-sa-r không? Câu hỏi này của những người Pha-ri-siêu không phải để tìm câu trả lời, nhưng là để gài bẫy Chúa Giê-xu và tìm cách kết tội Ngài. Cho dù Chúa Giê-xu có trả lời có hay không, đều bị họ kết tội. Hay nói đúng hơn là cho dù Ngài trả lời có hay không thì cũng rơi vào cái bẫy của họ. Vì nếu không nộp thuế cho Caesar thì họ kết tội Chúa Giê-xu chống lại chính quyền Roma. Nhưng nếu trả lời có thì họ kết tội Chúa Giê-xu làm tay sai cho Caesar và bóc lột dân Do Thái của mình. Nhưng Chúa Giê-xu rất khôn khéo bằng cách bảo họ đưa cho Ngài xem đồng tiền. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Theo luật Do Thái thì ai bỏ tiền trong đền thờ phải đổi từ tiền của La Mã ra tiền của đền thờ. Như vậy, Chúa Giê-xu đã thoát được cái bẫy, vừa không chống đối việc nộp thuế của Caesar, vừa không làm tay sai cho Caesar để bóc lột dân Do Thái của mình. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu không chỉ nói về việc đóng thuế hay không, nhưng còn chỉ cho ta thấy những gì thuộc về Caesar. Caesar là vua của La Mã, là người có quyền lực nhất trên thế gian ở thời điểm này, và có thể nói ông ta là người đại diện cho thế gian. Như vậy, phải chăng những gì thuộc về Caesar là những đam mê của trần thế, những thú vui của cuộc đời, hay những lợi lộc, danh vọng, tiền bạc của thế gian? Hay nói cách khác là tất cả những gì thuộc về Caesar là những gì thuộc về thế gian, còn những gì thuộc về Thiên Chúa là chính con người của ta, gồm có hồn lẫn xác, được dựng nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy làm thế nào để bạn và tôi trả lại cho Chúa chính con người của mình? Phải chăng khi bằng lòng rửa tội là bạn và tôi đã chấp nhận dâng hết cuộc đời của mình cho Thiên Chúa để Ngài sử dụng theo thánh ý của Ngài?
có những con đường dẫn ta theo thế gian và có những con đường dẫn ta về với Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người chúng ta phải chọn cho mình một con đường để đưa mình về với Thiên Chúa bằng chính việc yêu mến những gì thuộc về Thiên Chúa. Đó là điều mà Thánh Augustino cũng đã nói. Bao lâu người ta yêu thích sự vật gì ở ngoài Chúa, mà yêu vì lẽ khác chứ không yêu vì Chúa, thì ít là bấy lâu người ta không thuộc trọn về Ngài. Vì hễ yêu mến vật thụ tạo bao nhiêu, sẽ bớt lòng yêu mến Chúa bấy nhiêu. Vậy bạn và tôi yêu mến những gì thuộc về Thiên Chúa hay yêu mến những gì thuộc về thế gian? Lạy Chúa, tất cả mọi sự Ngài ban cho chúng con là phương tiện để giúp chúng con tiến gần đến Chúa hơn. Xin giúp chúng con ý thức biết yêu mến điều gì giúp chúng con thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Augustino, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi làm phút hồi tâm, xem mình đang yêu mến điều gì dần dần đưa mình rời xa Thiên Chúa. Mời bạn và tôi hãy đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Xin Chúa giúp mình luôn ý thức điều đó và từ nay từ bỏ điều ấy. Hằng mãi khiêm nhu xin vâng suốt cả cuộc đời, trọn đời con nhìn bước mẹ đã đi, xin cho con luôn noi gót mẹ, tập sống mãi khiêm nhu xin vâng với chung kiên. Mẹ giữ cho lòng con luôn luôn đơn sơ và ngoan hiền, và phó thác không người cho Chúa với lòng an bình. Mẹ dấu yêu ơi, hãy cho con được yêu mẹ. Mẹ Chúa Giêsu, con mong noi gương mẹ luôn. Dấu yêu ơi, hãy cho con được theo mẹ, hằng mãi khiêm nhu xin vâng suốt cả cuộc đời, trọn đời con. Nhìn ngắm mẹ thật lâu, con vui chấp nhận mọi khổ sầu, vì thấy suốt cuộc đời mẹ theo Chúa đến cùng. Mẹ giữ cho lòng con theo gương sáng của mẹ đêm ngày, để đến cuối cuộc đời được hưởng phúc lành trên trời. Nhìn bước mẹ đã đi, xin cho con luôn noi gót mẹ, tập sống mãi khiêm nhu
xin vâng với chung kiên. Mẹ giữ cho lòng con luôn luôn đơn sơ và ngoan hiền, và phó thác không người cho Chúa với lòng an bình. Nhìn ngắm mẹ thật lâu, con vui chấp nhận mọi khổ sầu, vì thấy suốt cuộc đời mẹ theo Chúa đến cùng. Mẹ giữ cho lòng con theo gương sáng của mẹ đêm ngày, để đến cuối cuộc đời được hưởng phúc lành trên trời. Mẹ dấu yêu ơi, hãy cho con được yêu mẹ. Mẹ Chúa Giêsu, con mong nói gương mẹ luôn. Mẹ dấu yêu ơi, hãy cho con được theo mẹ. Hằng mãi khiêm nhu, xin vâng suốt cả cuộc đời. Trọn đời con hằng mãi khiêm nhu, xin vâng suốt cả cuộc đời. Trọn